Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi buổi trưa ngày hôm nay chị được gặp lại các em trong phần phát trực tiếp này. À rồi, bạn nào đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi đến chị lời chào ở dưới phần bình luận nhé. Các em đã ăn cơm trưa chưa? Sẽ có nhiều bạn là đặt câu hỏi tại sao chị lại phát trực tiếp vào lúc này đúng không? Thì đợt vừa rồi có rất nhiều các bạn lớp 8 có nhắn tin về cho fanpage bảo là chị ơi, chị livestream ôn tập cho lớp 8 nữa được không? Vậy nên là ngày hôm nay chị sắp xếp một buổi phát trực tiếp ôn tập cho các bạn lớp 8 về phần văn bản, và đặc biệt là ba văn bản trọng tâm: văn bản trong lòng mẹ, văn bản tức nước vỡ bờ và văn bản lão hạc các em nhé. Xin chào các em. Xin chào các bạn. À còn các bạn lớp 9 thì các bạn cũng yên tâm được không? Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại chị Hiên trong một phần phát trực tiếp để ôn tập cho các bạn những nội dung mà các bạn còn băn khoăn để chúng ta thi giữa kỳ lớp 9 nhá. Còn trong buổi trưa ngày hôm nay thì chị gặp các bạn ở trong phần phát trực tiếp này để chúng ta sẽ ôn tập lại về ba văn bản rất là trọng tâm của nửa kỳ 1 lớp 8. Ok, các em yên tâm nhá, được không? Tối nay thì chúng ta sẽ gặp lại chị Hiên trong một phần phát trực tiếp cho lớp 9. Tối nay thì các anh chị lớp 9 sẽ được xem phát trực tiếp này, cùng ôn tập với chị Hiên và nhận bộ tài liệu ôn tập chi tiết cho nửa kỳ 1 lớp 9, được không? Còn buổi trưa ngày hôm nay thì hãy cùng với chị gọi là chia sẻ một chút xíu những phần kiến thức ôn tập cùng với các em nhỏ lớp 8 nhá. Rồi, ok, chào em, chào các bạn nhá, chào Khánh Linh, chào Quốc Kiên. À, về lớp 9, tối nay thì khoảng 9 giờ các bạn nhé. Đúng rồi, tối nay thì khoảng 9 giờ. Thì về lớp 9 chị cũng đã có một buổi ôn tập về các văn bản trọng tâm cho các em rồi. Đó là có 3 văn bản nhật dụng, rồi có cả các văn bản văn học trung đại nữa. Chị đã ôn tập với các bạn rồi mà. Các em không xem sao? Buổi hôm đấy là chị phát trực tiếp ở trong group học free, nhưng mà đã sử dụng fanpage này để chia sẻ cho các bạn cùng xem nữa rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ để tiết kiệm thời gian của các bạn nhé, thì bạn nào mới vào thì các em có thể lấy giấy bút, những bạn đặc biệt là các bạn lớp 8 nhé, hãy lấy luôn giấy bút ra để cùng học với chị luôn, cùng trả bài với chị luôn này. Rồi các bạn lớp 9 thì hãy cố gắng đợi một chút xíu, đến tối nay chúng ta sẽ gặp lại chị Hiên để có được phần phát trực tiếp ôn tập cho thi giữa kỳ lớp 9 và nhận bộ tài liệu chi tiết các em nhé. Rồi, ok, đó, bây giờ này, các bạn lớp 8 đâu rồi nhở? Có bạn nào lớp 8 đang xem phần phát trực tiếp này không? Còn các anh chị lớp 9 thì sao? Còn nhớ những cái kiến thức mà chúng mình học của lớp 8 không? Chị thấy là nửa kỳ 1 lớp 8 các bạn học là có những cái văn bản rất là hay, rất là đặc sắc, và chúng ta có thể gặp rất nhiều lần ở trong các cái kỳ thi. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ ôn tập về ba cái văn bản trọng tâm. Ở đây chị có ba văn bản. Thứ nhất là văn bản trong lòng mẹ này, được không? Trong buổi phát trực tiếp này chị sẽ ôn tập cùng với các bạn ba văn bản. Đó là văn bản trong lòng mẹ, trích những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, được không? Văn bản thứ hai là văn bản tức nước vỡ bờ. Của ai nhở? Rồi, Hồ Tất Tố. Tiếp theo nào, chúng ta có văn bản thứ ba, đó chính là văn bản Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Ok chưa? Nhá. Rồi, đúng rồi, tối nay thì sẽ 9 giờ nhá các em nhá. Tối nay các bạn lớp 9 nhớ theo dõi lúc 9 giờ nhá, được chưa? Còn bây giờ thì chị sẽ muốn dành phần phát trực tiếp này dành riêng cho các em nhỏ lớp 8. Ở đây, lớp 8 của chúng mình học về các văn bản này thì dù là học về văn bản nào thì các anh chị lớp 9 học nhiều hơn rồi cũng biết được, đúng không? Mỗi văn bản nhá, khi chúng ta ôn tập về văn bản, các em cần nắm được những ý chính sau. Thứ nhất là về tác giả, đúng không? Và thứ hai là về tác phẩm. Về tác giả thì các em cần phải nắm được nhá,
Mỗi tác giả thì đều có những cái thông tin về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác, nhưng mà khi mà chúng ta ôn tập và khi mà chúng ta sử dụng cái phần kiến thức đó để đưa vào bài thi, đưa vào một bài viết dài thì các em có thể nắm được những ý chính sau. Thứ nhất là tác giả đó thì cái thời kỳ hoạt động của tác giả này là như thế nào, vào giai đoạn nào, và cái đặc biệt đó chính là cái phong cách sáng tác, được không? Phong cách sáng tác của tác giả và một vài tác phẩm chính. Bởi vì cũng có thể các em sẽ gặp ở trong những cái câu hỏi trắc nghiệm xem là với những đáp án sau đây thì đâu là những tác phẩm của tác giả Nguyên Hồng chẳng hạn, hoặc là đâu là những tác phẩm của tác giả Ngô Tất Tố, thì điều này các em cũng cần phải nắm được nhá. Rồi, đó là về tác giả. Còn về tác phẩm thì có rất rất nhiều những cái mảng kiến thức nhỏ chúng ta cần nắm được này. Thứ nhất là phải nắm được về hoàn cảnh sáng tác. Được chưa? Cái thứ hai, về hoàn cảnh sáng tác xong thì riêng, được không? Về riêng những văn bản này thì được trích trong những cái tác phẩm lớn thì các em cũng cần phải nắm được nội dung chính của nó, hay đó chính là cái phần tóm tắt, đúng không? Tóm tắt văn bản. Đó, ok chưa? Được chưa? Đó là về tác phẩm nhá. Hoàn cảnh sáng tác, tóm tắt văn bản, những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. Đây đều là những cái mảng kiến thức mà các em hoàn toàn có thể dựa vào cái sườn này để chúng ta làm những cái bảng đề cương ôn tập cho tất cả các tác phẩm mà chúng mình học, được không? Ok chưa? Nhá. Riêng với những văn bản nhật dụng thì phần tóm tắt này có thể các em không cần làm phần tóm tắt, nhưng mà vẫn phải nắm được nội dung này, nghệ thuật của những văn bản đó, được chưa? Bây giờ nhá, sẽ cùng với chị áp dụng cái khung này vào ôn tập từng văn bản này nhá. Trước tiên chúng ta có văn bản Trong Lòng Mẹ, được chưa? Chị sẽ viết to ở đây nhá. Nào, văn bản Trong Lòng Mẹ của chúng ta, trước tiên là về tác giả đi. Tác giả Nguyên Hồng. Ok không? Về tác giả Nguyên Hồng thì các bạn còn nhớ những kiến thức nào nhỉ? Ghi nhớ cùng với chị nhé. Chúng ta được biết đến này, trong quá trình học ở trên lớp, các em có thể dựa vào cái phần chú thích sau văn bản ấy, phần chú thích ở dưới văn bản để nắm được những thông tin chính nhất về tác giả này. Và chị nghĩ là để chúng ta có được một bài kiểm tra giữa kỳ với điểm số cao thì các em hoàn toàn chỉ cần học kỹ trong sách giáo khoa và những phần kiến thức nền mà thầy cô đã trao đổi cùng với chúng mình thôi, đúng không? Nắm chắc những phần đó và không, đặc biệt là không được sai ở những câu dễ nhá. Ví dụ là có thể có những cái câu hỏi trắc nghiệm, xong rồi các bạn ôn tập không kỹ và chủ quan, xong rồi bị sai. Đấy, như lúc nãy chị lấy ví dụ như là những đáp án sau đây thì đâu là những tác phẩm của tác giả Nguyên Hồng chẳng hạn. Rồi xong rồi chúng ta chọn nhầm, lúc đấy thì rất là đáng tiếc, đúng không? Cho nên là ngay từ những phần kiến thức cơ bản thì các em cũng cần nắm được nhá, đúng không nào? Về tác giả Nguyên Hồng thì các bạn có rất nhiều những thông tin về tác giả này, nhưng các em cần ghi nhớ giúp chị này. Tác giả Nguyên Hồng thì đây, ông sinh ra trong một gia đình nghèo, người cha có thời gian thì làm cai đẻ lao, rồi là sau khi thất nghiệp thì sống nghèo túng và bất đắc chí. Nhưng đặc biệt ông có một người mẹ rất là dịu hiền, tần tảo và rất thương con. Ok không? Đó thì về tác giả Nguyên Hồng thì các em có thể nắm được những thông tin như sau. Và các em cũng có thể áp dụng những cái câu hỏi này để đặt ra cho những tác giả khác ở trong các văn bản khác nhé. Đây. Ngay từ tác phẩm đầu tay, đây là trong phần sách giáo khoa, các em có thể khai thác những thông tin này. Nguyên Hồng đã hướng ngòi bút về những người cùng khổ gần gũi mà ông yêu thương thắm thiết. Cái đề tài của ông, hay là đối tượng sáng tác ấy, được không? Đề tài hay còn gọi là đối tượng sáng tác. Cụ thể hơn chính là đối tượng sáng tác. Đó chính là những người cùng khổ. Đúng không? Những người cùng khổ gần gũi mà ông yêu thương thắm thiết. Nhá. Các em còn nhớ không? Đó, đó là về tác giả Nguyên Hồng. Và
cái văn bản mà chúng ta học trích trong những ngày thơ ấu thì cũng là một trong những tác phẩm, là một trong những văn bản tiêu biểu cho ngòi bút của Nguyên Hồng các em nhé. Một số tác phẩm chính. Ok không? Một số tác phẩm chính của chúng ta nào. À rồi, ok, xin chào Quỳnh Anh. Một số tác phẩm chính của tác giả Nguyên Hồng các em biết được nào? Còn nhớ không? Nào, một số tác phẩm chính. Đúng rồi, chúng ta có tiểu thuyết Bỉ Vỏ nhá. Bỉ Vỏ đây là tiểu thuyết, ok chưa? Không xong đến lúc hỏi trắc nghiệm là không biết đâu này. Rồi, chúng ta có Hồi Ký Những Ngày Thơ Ấu. Đây là tập hồi ký này. Và bởi vì đó là hồi ký, có nghĩa là cái câu chuyện mà tác giả nhớ lại ngày xưa của mình và kể lại, cho nên là cái nhân vật tôi, nhân vật cậu bé Hồng ấy ở trong văn bản này thì cũng chính là tác giả. Và tất cả những cái thế giới cảm xúc của nhân vật này được tác giả bộc lộ thông qua hồi ký những ngày thơ ấu nói chung và đoạn trích Trong Lòng Mẹ nói riêng, cũng cho thấy được cái thế giới tâm hồn rất là nhạy cảm của tác giả, cho thấy được cái hoàn cảnh sống, cho thấy được tuổi thơ của tác giả, và nổi bật lên ở đó chính là cái tình cảm mà tác giả dành cho người mẹ của mình. Được không? Nhá? Ok chưa? Rồi, vân vân này, chúng ta có gì nữa nhở? Chúng ta có Núi Rừng Yên Thế này, chúng ta có Bộ Cửa Biển là một bộ tiểu thuyết rất là lớn, gồm có 4 tập, Sóng Gầm, Cơn Bão Đã Đến, Thời Kỳ Đen Tối, Khi Đứa Con Ra Đời, vân vân. Các em hãy dựa vào sách giáo khoa để hoàn thành cái bảng này nhé. Và nhớ là phải nắm được tên của các tác phẩm để chúng ta không bị nhầm nếu như gặp những câu hỏi trắc nghiệm. Ok chưa? Rồi, nhá, đó là về tác giả Nguyên Hồng. Bây giờ chúng ta đến với tác phẩm này. Thì phải gọi đây đó là văn bản thôi, bởi vì là đoạn trích Trong Lòng Mẹ này chỉ là một đoạn trích, trích trong tác phẩm Hồi Ký Những Ngày Thơ Ấu, được không nhá? Thì về văn bản này chúng ta có hoàn cảnh sáng tác. Thì trích trong hồi ký, đúng không? Trích hồi ký, chị viết ra này, Những Ngày Thơ Ấu của tác giả Nguyên Hồng, được không? Được chưa? Và hồi ký này thì gồm 9 chương, được đăng báo vào năm 1938 và in hành sách lần đầu năm 1940. Đó, và đoạn trích Trong Lòng Mẹ là chương thứ 4 của tác phẩm này. Chương 4. Và để nắm được rõ nhá, thì các em phải biết được đây là một tập hồi ký kể về tuổi thơ cay đắng của tác giả. Từ cái góc nhìn khi mà tác giả đã trải qua tất cả những điều đó rồi, thì khi mà trưởng thành thì tác giả kể lại, nhớ lại và kể lại cái tuổi thơ cay đắng của mình. Ở đó là những cái mất mát, ở đó là cái sự tủi cực, đau khổ của một tuổi thơ cô đơn và bất hạnh. Nhưng cậu bé Hồng ngay từ nhỏ đã có một cái thế giới tâm hồn rất là nhạy cảm và giàu tình yêu thương. Cụ thể thì chúng ta có thể thấy được ở trong đoạn trích này. Trong đoạn trích ở Trong Lòng Mẹ thì chúng ta cũng sẽ nắm được, thứ nhất này, thứ nhất về hoàn cảnh sáng tác, ok rồi nhá. Thứ hai, chúng ta cần nắm được xem là các em có nhớ được cái nội dung chính của văn bản này không? Các em có nhớ được nội dung chính của văn bản này không? Nào, những bạn lớp 8 đang xem phần phát trực tiếp này, nghe chị hỏi nào. Nội dung chính. Bởi vì đây là một hồi ký và thiên về cái thế giới nội tâm của tác giả, cho nên là chúng ta có thể là không có quá nhiều những cái tình tiết để chúng ta phải tóm tắt. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung chính của văn bản này nhá, được không? Ừ. Về nội dung chính. Nội dung chính của văn bản Trong Lòng Mẹ là kể về cái gì nhỉ? Nào, các bạn đã học rồi, bây giờ là lúc chúng ta ôn tập chứ không phải là chúng ta học mới hoàn toàn đâu. Nhớ lại nào. Trong văn bản này có những nhân vật nào? À, đây, để chị giải thích cho em nhé. Nội dung chính là phần ghi nhớ, có nghĩa là
trong phần ghi nhớ, trong sách giáo khoa của chúng ta ấy, có một cái ô được đóng khung vào sau khi chúng ta đọc xong tác phẩm này, sau khi chúng ta đọc xong phần chú thích, sau khi chúng ta đã hoàn thành những cái câu hỏi về xung quanh tác phẩm đó, chính là cái bài soạn của chúng ta đấy, thì có một cái phần đóng khung ở trong sách giáo khoa. Thì đó chính là nội dung chính và đặc sắc nghệ thuật chính của văn bản này. Có nghĩa là dựa vào cái phần ghi nhớ đó, phần ghi nhớ đó là kết tinh tất cả những cái ý chính nhất, đặc sắc nhất của văn bản. Và dựa vào đấy thì chúng ta sẽ nắm được chỉ là những cái gì mà tiêu biểu nhất thôi. Còn nếu như mà chỉ dựa vào phần ghi nhớ để chúng ta phân tích thì sẽ rất khó. Thường là phần ghi nhớ đó thì sẽ được sử dụng trong phần kết bài hoặc là phần đánh giá cuối thân bài, để chúng ta đánh giá về toàn bộ văn bản, toàn bộ tác phẩm, được không? Ừ. À, ở đây là hình như nói về cuộc nói chuyện. Cuộc nói chuyện và cuộc hội ngộ nói lên tình yêu của bé Hồng với mẹ. Có bé Hồng, có bà cô, mẹ của bé Hồng. Đúng rồi, chính xác. Và ở đây chúng ta sẽ tập trung, đầu tiên chúng ta sẽ tập trung trước tiên vào nhân vật bé Hồng các em nhé, được không? Nội dung đầu tiên chúng ta có nhân vật bé Hồng. Tất nhiên là các em vẫn cần phải đọc lại văn bản để nắm được cái diễn biến, được không? Cái diễn biến, cái mạch của văn bản. Nhưng ở đây thì khi mà chúng ta ôn tập về nội dung, chúng ta cần nhớ được, thông qua cái việc mà chúng ta nêu lên những ý chính này, thì các em cũng một lần nữa soát lại những cái dẫn chứng cần thiết để chứng minh cho ý này, được không? Cùng với chị soát lại nhá. Thứ nhất này, về nhân vật bé Hồng thì chúng ta có nội dung gì nhỉ? Ở đây nhân vật bé Hồng của chúng ta có hai ý chính. Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy được thông qua cái cuộc nói chuyện của bé Hồng với bà cô và thông qua cái hoàn cảnh sống của bé Hồng thì chúng ta thấy được đây là một em bé chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh. Được không? Tuổi thơ của bé Hồng thì mồ côi cha này, mẹ của bé Hồng thì bất đắc dĩ phải tha hương cầu thực, và bé Hồng thì sống trong sự thiếu thốn tình cảm mà không có sự chăm chút che chở của cả cha và mẹ. Đó là cái điều đầu tiên, mồ côi cha và phải sống xa mẹ. Cái thứ hai là chú phải sống với một bà cô rất là cay nghiệt và hẹp hòi. Người cô ấy thì luôn gây tổn thương cho bé Hồng bằng những cái cách gièm pha, rồi là những cái lời nói xấu mẹ chú này, rồi tìm cách để cho bé Hồng ruồng rẫy, khinh miệt mẹ mình. Và người cô này còn thiếu tử tế ở chỗ là không quan tâm và không hỏi han gì về mẹ bé Hồng hết, để gieo rắc cái sự hoài nghi của bé Hồng với mẹ, một bà cô rất là hẹp hòi và cay nghiệt, đúng không? Vậy là đầu tiên nhá, thể hiện cho cái tuổi thơ chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi, thì chúng ta có thể đưa dẫn chứng thứ nhất là bé Hồng mồ côi cha và phải sống xa mẹ. Thứ hai là bé phải sống với một bà cô rất là cay nghiệt và hẹp hòi, được không? Ok chưa? Và tất cả những cái điều đó thì suy ra được cái hoàn cảnh sống của bé Hồng phải chịu rất là nhiều những cái kìm nén. Hồng phải chịu đựng. Mặc dù là trong cái thâm tâm của em thì luôn luôn nhớ về mẹ và luôn khát khao cái tình cảm yêu thương từ cha, từ mẹ. Đặc biệt là người mẹ mà em đang phải sống xa, được không? Nhá, cho nên là... Đó, cho nên là dựa vào cái ý chính này thì các em sẽ đưa ra những cái dẫn chứng để cho thấy bé Hồng có một tuổi thơ rất là đau khổ và thiệt thòi. Cái này thì nó hơi ngược một chút xíu so với cái quá trình mà chúng ta tiếp nhận một văn bản. Chúng ta phải đọc văn bản trước, chúng ta chọn lọc ra những chi tiết trước và từ đó mới suy ra được hoàn cảnh sống của nhân vật này, hay là suy ra được cái tính cách, vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật, đúng không? Nhưng mà ở đây thì chị sẽ đi theo cái cách này để cho các bạn dễ thống kê lại những cái dẫn chứng để chúng ta áp dụng nhá, được không? Ừ, chứ không thì nhiều bạn bảo là học ngược quá chị ạ. Tại sao lại là đưa ra cái đặc điểm này của nhân vật rồi lại bắt bọn em tìm dẫn chứng như thế thì hơi khó, đúng không? Nhưng mà ở đây, đây là một văn bản mà chúng ta đã học rồi thông qua cái quá trình phân tích của thầy cô ở trên lớp. Bình thường thì các em sẽ phân tích văn bản này dựa trên hai ý chính. Thứ nhất là cuộc nói chuyện giữa bé Hồng và bà cô, và thứ hai là cuộc hội ngộ giữa bé Hồng và người mẹ, đúng không? Đúng không? Nhưng mà ở đây thì để chúng ta coi như là một cái khung sườn, và việc của các em sẽ là lấp đầy cái dàn ý này, lấp đầy cái sơ đồ này, thì chị sẽ đưa ra những cái ý chính, và công việc của các bạn sẽ là dựa vào những ý chính đó để tìm lại những cái dẫn chứng, thống kê lại những cái dẫn chứng cần thiết và bổ ích để chúng ta học một cách dễ hơn nhá, được chưa? Để cho bạn nào thắc mắc về cái cách mà chị đưa ra những cái câu hỏi như thế này.
Ok chưa? Rồi, đó là đặc điểm đầu tiên, cái ý chính đầu tiên về bé Hồng mà chúng ta cần nắm được. Thứ hai, mặc dù có một tuổi thơ chịu rất nhiều những cái đau khổ, phải chịu đựng, phải kìm nén và đầy rẫy những cái thiệt thòi, nhưng bé Hồng vẫn luôn luôn là một cậu bé mà có một cái tâm hồn, một cái tình cảm, tình yêu thương dành cho người mẹ. Được không? Tình yêu thương của bé Hồng. Thứ nhất này, chị lấy ví dụ nhá. Trong phần này các em lại tiếp tục đưa dẫn chứng này. Dẫn chứng ở đây chúng ta có thể thấy được nhá. Trong cái cuộc nói chuyện của bé Hồng với cả bà cô ấy, thì mặc dù là sống với một người cô rất là ghét mẹ mình và sống trong cái sự gièm pha nói xấu, nhưng mà bé Hồng không vì thế mà không còn yêu thương mẹ. Bé Hồng đã muốn nói có ngay sau khi bà cô hỏi có muốn vào Thanh Hóa với mẹ hay không, đúng không? Rồi là rồi chú nhận ra ngay ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt của người cô, nên chú đã cúi đầu không đáp. Thứ nhất là chúng ta thấy được đó là một bé Hồng đã phải cam chịu rất là, chịu đựng rất là nhiều, nhưng qua đó chúng ta cũng thấy được cái tâm hồn dạt dào và tình yêu thương vẫn luôn nghĩ về mẹ và không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ cay độc của người cô gieo rắc lên mình. Đó là một biểu hiện đầu tiên cho thấy được cái tình yêu thương của bé Hồng dành cho mẹ. Rồi là sau cái lời hỏi thứ hai của người cô thì lòng chú bé đã càng thắt lại và khóe mắt đã bắt đầu cay cay, rất là xúc động mỗi khi mà nhắc về mẹ của mình. Và khi mà bà cô ngân dài hai tiếng em bé thì nỗi đau đớn phẫn uất của chú bé đã không kìm nén nổi. Nước mắt của bé Hồng đã làm sao ạ? Đã dòng dòng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Không phải bé Hồng đau đớn tủi cực vì mẹ chú làm điều xấu xa, mà vì tình thương của chú dành cho mẹ và sự căm tức tại sao mẹ lại vì sợ hãi những cái thành kiến tàn ác mà phải sinh nở một cách giấu giếm như thế. Đúng không? Nhá, chúng ta có những cái dẫn chứng về tình yêu thương của bé Hồng dành cho người mẹ của mình, về một cái tâm hồn ngây thơ, non nớt nhưng vẫn luôn luôn nhạy cảm và giàu tình yêu thương của một chú bé Hồng. Ok chưa? Đúng rồi, tối nay thì khoảng 9 giờ chúng ta sẽ gặp chị Hiên trong một phần phát trực tiếp dành cho các bạn lớp 9 nhá. Còn bây giờ thì chị đang ôn tập cho các bạn lớp 8 này. Các bạn lớp 8 đã nắm rõ phần này chưa? Đó là về nhân vật bé Hồng. Bên cạnh đó, đúng không? Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể thấy được là bé Hồng ở đây vẫn luôn giữ trong mình cái ngọn lửa không khi nào tắt về một trái tim luôn khát khao hạnh phúc bên người mẹ Hiền. Điều này có thể thấy được trong cái cảnh hội ngộ của bé đối với người mẹ. Tình cảm của bé Hồng đối với người mẹ bất hạnh thì không chỉ là tình thương mà còn thể hiện sâu sắc cái cảm giác sung sướng cực điểm khi mà em gặp lại mẹ và sống trong lòng mẹ. Một cái khung cảnh rất là xúc động và các em phải khai thác được những cái dẫn chứng ở trong đoạn đó, đúng không? Nhá, các em phải khai thác được những cái dẫn chứng đó để chúng ta chứng minh được là bé Hồng luôn khao khát cái tình yêu thương, để cho thấy được cái phẩm chất, cho thấy được cái tâm hồn của bé Hồng luôn dành cho người mẹ của mình. Nhá các bạn nhá. Ok chưa? Được chưa? Đó là về nhân vật bé Hồng. Chị nghĩ là với hai cái ý chính như thế này và việc của các bạn là hoàn thành những cái dẫn chứng để chứng minh cho hai ý chính này thì cũng là một cách để chúng ta học lại văn bản này đấy, đọc lại thật kỹ văn bản này và nhớ được những đoạn dẫn chứng đó, thì vừa giúp ích cho các bạn trong quá trình chúng ta làm bài tập đọc hiểu những cái câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh văn bản, và vừa giúp ích được cho các bạn trong quá trình chúng ta làm một bài phân tích dài nếu như gặp phải đề bài đó. Được không nào? Ok chưa? Nhá. Rồi, tiếp tục này. Bên cạnh nhân vật bé Hồng thì chúng ta thấy được ở trong văn bản này cũng có một nhân vật nữa, đó là nhân vật bà cô. Chị muốn nhắc về nhân vật bé Hồng trước, bởi vì sao? Bởi vì đây là nhân vật chính nhất và thông qua đó thì chúng ta thấy hiện lên được cái chân dung thời thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng. Đúng không? Còn nhân vật bà cô là một nhân vật mà sống cùng với bé Hồng và thông qua đoạn trích này thì cũng hiện lên để chúng ta thấy được những cái đặc điểm về tính cách của nhân vật này. Được không? Nhá. Và đặc biệt là đừng quên cho chị nhá, ở đây khi mà chúng ta thống kê được dẫn chứng xong thì các em hãy có cái phần tiểu kết đánh giá xem là vậy thì thông qua tất cả những phần đấy bé Hồng hiện lên là một người như thế nào và chân dung bé Hồng như vậy thì thể hiện cho điều gì. Ở đây chúng ta thấy được tóm lại bé Hồng chính là cái hình ảnh tuổi thơ nhiều bất hạnh nhưng vẫn tỏa sáng một trái tim thương yêu sâu sắc, để lại ấn tượng xúc động trong lòng người đọc, và đó chính là chân dung của tác giả Nguyên Hồng thời thơ ấu.
Đúng không? Ok chưa? Rồi, đó là về nhân vật bé Hồng nhá. Còn về nhân vật bà cô thì như thế nào nhỉ? Về nhân vật bà cô thì sao? Chúng ta có những đặc điểm nào? Nhân vật bà cô, nhân vật người cô sống cùng với bé Hồng thì hiện lên chủ yếu thông qua cái phân đoạn mà cuộc nói chuyện giữa bé Hồng và bà cô. Thì ở đây chúng ta thấy được người cô của bé Hồng đại diện cho tầng lớp tiểu tư sản thị dân sống trong xã hội xưa, nhưng mà lại có cái tính rất là ích kỷ, nhỏ nhen, giả dối và độc ác. Các em phải hình dung được là một người lớn như thế nhưng mà lại luôn luôn gieo rắc vào đầu cái đứa trẻ những cái suy nghĩ xấu xa về người mẹ của mình. Những cái suy nghĩ đó, nó là cái sự giả dối, nhưng ở đó còn là cái sự độc ác và không nghĩ đến người cháu của mình nữa, đúng không? Gần đến ngày giỗ đầu của thầy bé Hồng, người cô gọi bé Hồng đến và cười rồi hỏi là gì nhở? Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ mày không? Bà ta làm ra vẻ rất là quan tâm đến chú bé, nhưng bé Hồng đã nhận ra cái ý nghĩ cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của người cô này. Những cái dẫn chứng rất là sinh động, và toàn bộ những cái phần đó đều được nhìn từ góc độ của bé Hồng, của nhân vật tôi. Các em nhá, của nhân vật tôi, bé Hồng đây chính là nhân vật tôi. Cho nên là thông qua đó thì chúng ta thấy được là một văn bản hồi ký, một tác phẩm hồi ký thì nó vừa có cái tính chủ quan, nó, mọi sự vật, sự việc đều được nhìn dưới góc độ của tác giả để đem đến cho chúng ta, và chúng ta từ đó chúng ta thấy được cái suy nghĩ, cái đời sống tâm hồn bên trong của tác giả như thế nào, rất là sinh động, đúng không nào? Và những cái dẫn chứng mà các em cần phải đưa ra ở đây để cho thấy được cái bộ mặt rất là nhỏ nhen, giả dối và ích kỷ của người cô. Được không? Đó, ok chưa? Nhá. Và cuối cùng này, sau tất cả hai nhân vật này thì chúng ta có được những cái đánh giá chung về nội dung. Đánh giá chung về nội dung này thì các em hoàn toàn có thể vận dụng ở trong phần ghi nhớ sách giáo khoa nhá. Còn cụ thể hơn thì chúng ta thấy được ở đây văn bản là một chương cảm động rất là rất cảm động về tình mẹ con, tình cảm của bé Hồng khi xa mẹ và niềm hạnh phúc lớn lao của Hồng khi được ngồi trong lòng mẹ. Đó là hai cái nội dung chính. Thứ nhất là tình cảm của Hồng khi xa mẹ và niềm hạnh phúc lớn lao như vỡ òa của bé Hồng khi mà được ngồi trong lòng mẹ. Thứ hai thì qua đó văn bản này thể hiện được cái thái độ cảm thông, tôn trọng đối với người phụ nữ và trẻ em, luôn khẳng định những cái phẩm chất tốt đẹp, cao quý của họ ngay cả khi trong những tình huống khắc nghiệt của cuộc sống. Đúng không? Hay là trong phần ghi nhớ sách giáo khoa thì tác giả sách giáo khoa đã viết như thế này. Chúng ta cũng có thể dựa vào đấy để nắm được nội dung chính. Cái đánh giá chung nhất về nội dung của văn bản này đó là đoạn trích trong lòng mẹ, trích hồi ký những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng đã kể lại một cách chân thực và cảm động những... Có hai nội dung chính này. Thứ nhất là những cay đắng tủi cực của tác giả, đúng không? Những cay đắng tủi cực và gì nữa nhở? Ý thứ hai chính là tình yêu thương cháy bỏng của tác giả dành cho người mẹ bất hạnh. Được không? Ok chưa? À, các bạn thắc mắc là sao? Sao lại không có ấy nhở? Sao lại không có nhân vật người mẹ nhở? Nhưng mà ở đây thì chị thấy tiêu biểu nhất ở đây, hiện lên ở đây chính là nhân vật bé Hồng và nhân vật bà cô. Còn với nhân vật người mẹ thì hoàn toàn các em có thể nắm được những ý chính về hoàn cảnh sống. Khi mà chồng mất rồi là phải đi tha hương cầu thực, những cái đặc điểm rất là đáng thương về người mẹ này. Một người mẹ bất hạnh nhưng mẹ cũng luôn dành cái tình cảm yêu thương, cái tình mẫu tử thiêng liêng, cái tình mẫu tử đầy ân tình dành cho bé Hồng cũng được thể hiện trong cái khung cảnh mà Hồng được gặp lại mẹ, đoàn tụ với mẹ và mẹ âu yếm em như thế nào. Được không? Ok chưa? Ừ. Đó. Đó là về đánh giá về nội dung. Tiếp tục nào, chúng ta có những đặc sắc về nghệ thuật. Phần nghệ thuật thì ở đây, ở trong phần ghi nhớ thì chúng ta chỉ thấy được hai cái đặc điểm nổi bật của đoạn trích này. Đó là đã kể lại một cách rất là chân thực và cảm động.
Thì cụ thể nó chân thực và cảm động như thế nào, chúng ta sẽ thấy được đây là một đoạn trích tiêu biểu cho bút pháp đậm chất trữ tình của nhà văn Nguyên Hồng, rất là sâu sắc và tinh tế trong việc diễn tả tâm lý nhân vật. Được không? Diễn tả tâm lý nhân vật rất là sâu sắc và tinh tế. Nhá, đó là điểm đầu tiên. Cái thứ hai là trong văn bản này có sự kết hợp khéo léo giữa kể, tả và bộc lộ cảm xúc. Kết hợp kể này, tả này, biểu cảm. Kể là ở những cái tình tiết, những cái chi tiết kể lại những cái lời nói của người cô, đúng không? Tả là tả những cái đặc điểm của người cô trong cái giọng nói này, trong cái đặc điểm tính cách này, và tả chân dung người mẹ khi mà Hồng đoàn tụ với mẹ nữa. Còn biểu cảm thì tất nhiên rồi, biểu cảm là bộc lộ ở trong cái suy nghĩ của bé Hồng, của nhân vật tôi ở trong văn bản này. Tiếp tục, chúng ta cũng có một cái đặc sắc nghệ thuật nữa khi mà trong văn bản có sử dụng những cái hình ảnh so sánh rất là giàu sức gợi cảm. Được không? Ok chưa? Nhá. Riêng về văn bản này các bạn đã nắm được chưa? Riêng về văn bản này các bạn đã nắm được chưa nào? Em lớp 8 đâu rồi? Các bạn đã nắm được kỹ về văn bản này chưa? Và đồng thời nhá, trong quá trình mà cùng với chị ôn lại văn bản này, các em cũng sẽ hình dung được toàn bộ cái quá trình để chúng ta ôn tập từng văn bản một. Văn bản nào chúng ta cũng đi tuần tự như thế này nhá. Trước tiên là nắm được những thông tin về tác giả, được chưa? Sau đó là chúng ta đến với những thông tin về tác phẩm. Tác phẩm thì có hoàn cảnh sáng tác này, có những đặc điểm về nội dung, có những đặc điểm về nghệ thuật. Đặc biệt nhất là phần nội dung các em phải đi thật là kỹ, bởi vì phần nội dung chính là cái phần mà chúng ta sẽ dựa vào đấy có thể trả lời những câu hỏi đọc hiểu này, có thể làm những bài văn dài với số điểm cao hơn, với cái số điểm gọi là chiếm cái phần trăm cao hơn ở trong bài kiểm tra đấy. Và cái phần nội dung này cũng chính là những cái gì mà sẽ theo các em trong suốt cái quá trình mà chúng mình học. Nên là các em phải nắm thật kỹ phần nội dung của văn bản nhá. Ok chưa? Ừ, rồi. Đó, có vẻ như là đâu rồi, thế những bạn khác thì sao? À, Quỳnh Anh ok rồi này. À, Thùy Anh ok rồi này. Rồi. Đó là về văn bản trong lòng mẹ. Các em sẽ áp dụng cái khung như thế này, được chưa? Để tự làm giúp chị về văn bản tức nước vỡ bờ, văn bản lão hạc. Chúng ta còn có những văn bản khác như là văn bản tôi đi học của Thanh Tịnh. Chúng ta cũng có những văn bản nước ngoài nữa, đúng không? Thì bây giờ các chị sẽ soạn những cái bộ tài liệu ôn tập chi tiết về các văn bản này, rồi sẽ gửi đến cho các em, được không? Sẽ có đăng bài, rồi là khi mà các bạn chia sẻ thì nhắn tin về trong fanpage thì anh chị sẽ gửi cho các bạn cái phần tài liệu đó nhá. Còn bây giờ thì công việc của chúng mình sẽ là nắm được cái bố cục chung của chúng này, được không? Nắm được bố cục chung của cái phần mà chúng ta gọi là đề cương ôn tập từng văn bản để chúng ta áp dụng cho từng văn bản một nhá. Các em có thể viết từng văn bản như thế này, hoặc là các bạn cũng có thể kẻ bảng để chúng ta học dễ hơn. Kẻ bảng thì chúng ta có những cái ô chính, thứ nhất là về tác giả, thứ hai là về hoàn cảnh sáng tác, thứ ba là về nội dung, và thứ tư là về nghệ thuật, được không? Mỗi văn bản các em có thể kẻ cái bảng như thế, và việc của chúng ta là điền vào bảng đó thôi. Điền vào bảng nhá, đặc biệt là trong phần nội dung thì chúng ta phải nhớ được những dẫn chứng cần thiết. Và chị nghĩ là không có cách nào học văn bản tốt hơn bằng việc là chúng ta đọc đi đọc lại văn bản đó nhiều lần. Khi mà các em đến nỗi mà thuần thục từng những cái chi tiết, những cái câu văn miêu tả rất là đặc sắc của tác giả trong văn bản thì tự các em cũng cảm nhận được cái hay, cái đẹp của văn bản đó rồi, và chúng ta sẽ rất thuận lợi trong quá trình chúng ta phân tích. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta đọc đi đọc lại văn bản nhiều lần thì các em cũng sẽ tìm ra được những đoạn nào chúng ta chưa hiểu rõ, đúng không? Những đoạn nào chúng ta chưa hiểu rõ thì chúng ta có thể tìm lại những kiến thức xoay quanh phần đoạn văn bản đó để chúng ta thuận lợi hơn trong quá trình ôn tập. À, phần phát trực tiếp nào thì chị sau khi phát trực tiếp xong chị cũng giữ lại video nhá, Phương Linh nhá, được không? Cho nên là em hoàn toàn yên tâm, em có thể chia sẻ và sau đó xem lại video này. Rồi, các bạn đồng ý với chị không nào? Được không?
Bởi vì chị cũng rất là vui khi mà trong một cái buổi trưa ngắn ngủi như thế này, các em cũng đã sắp xếp thời gian để vào cùng ôn tập với chị nhá. Cho nên là hãy cố gắng chủ động này, sử dụng đúng cái khung như thế này để chúng ta ôn tập về từng văn bản một, thì chị tin là các em có thể có được những cái đề cương vừa chi tiết và chúng ta học cũng dễ hơn, không bị sợ quá nhiều kiến thức nữa. Chúng ta cứ nắm được cái dàn ý chung nhất, sau đó áp dụng cho từng văn bản, thì như vậy việc ôn tập sẽ rất dễ dàng và trong quá trình thi chúng ta cũng nhớ được lâu hơn. Được không? Nhá. Các bạn khác thì sao nào? Đồng ý với chị không? Mà đặc biệt là các em hoàn toàn có thể tự làm những bảng này của mình, sau đó chụp ảnh gửi về cho fanpage, chị sẽ góp ý cho những dàn ý đó xem là còn thiếu ở những phần nào, hay là em có thể sửa những phần nào để chúng ta dễ học hơn, những phần nào để cho dàn ý của chúng ta sinh động hơn, đầy đủ hơn và chi tiết hơn. Được không? Các bạn đâu hết rồi? Và các bạn lớp 9 nhá, đừng quên là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại chị Hiên vào lúc 9 giờ ở ngay chính trên fanpage này. Chúng ta sẽ cùng ôn tập những nội dung còn lại của nửa học kỳ 1 lớp 9. Còn bạn nào mà vẫn còn chưa nắm được kiến thức chính của các văn bản kỳ 1 lớp 9 nhá, thì hãy xem lại, kéo ở trên fanpage này này, xem lại có một cái phần mà fanpage đã chia sẻ lại phần phát trực tiếp của chị ở trong nhóm học free. Ở đó thì chị đã ôn tập lại một lượt tất cả các văn bản nửa học kỳ 1 của chúng mình rồi. Ok chưa? Nhá. Đó. Nhớ nhá là chiều nay thôi, chỉ cần ngay chiều nay thôi các em nhắn tin vào trong fanpage thì anh chị sẽ gửi cho các bạn cái phần tài liệu ôn tập chi tiết của các văn bản này. Ok. Chiều nay nhá, chiều nay các em nhắn tin về cho fanpage, còn để buổi trưa này để các anh chị nghỉ ngơi một chút xíu, được không? À, vở chị mua, đây là vở hồng hà, em nhìn rõ không đây? Đây là vở hồng hà, và chị mua là mua cái loại khổ A4 luôn. Đây, khổ A4, 300 trang và ruột caro. Đây là mã sản phẩm này các em. Chị nghĩ là các em có thể tìm ở trên các cái trang thương mại điện tử, hoặc là các em ra nhà sách, mua rất là dễ. Đây là những cái sản phẩm rất là phổ biến luôn. Ok chưa? Rồi nhá. Rồi, rất là cảm ơn các em khi mà trong một buổi trưa ngắn ngủi thế này đã cùng đồng hành với chị trong phần phát trực tiếp này. Chị mong rằng những kiến thức dù là nhỏ xíu xiu thôi, chị chia sẻ trong phần phát trực tiếp này sẽ có ích với các bạn trong quá trình ôn tập. Và đặc biệt hơn nữa là chúc các em có những bài thi giữa kỳ với kết quả như mong muốn nhé. Và hãy cố gắng lên, học chi tiết vào hoặc học chăm chỉ vào, thì những gì mà chúng ta đạt được sẽ xứng đáng với quá trình mà chúng ta đã bỏ ra. Ok chưa? Còn bây giờ thì chị sẽ gửi lời chào tạm biệt đến với các bạn và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau nhé. Được không? Rất là cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau. Chị sẽ luôn đồng hành cùng với các bạn trong quá trình chúng ta học môn văn lớp 6, 7, 8, 9 và đặc biệt là các bạn lớp 9 khi mà năm nay các em bước vào kỳ thi chuyển cấp. Có thắc mắc gì các em hoàn toàn có thể nhắn tin về cho fanpage nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Bye bye!